Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang được coi là nền tảng và động lực phát triển của các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh phát triển không ngừng của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng khoa học trẻ, đối tượng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ là yếu tố quyết định ngày càng có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quốc gia và định hình sự phát triển của toàn khu vực ASEAN. Trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN, hợp tác khoa học và công nghệ ASEAN, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019 với chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới cho cộng đồng ASEAN trong 4 ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 12 tại Hà Nội. Lễ khai mạc được diễn ra tại Trường Đại học Penica, Hà Nội. 140 nhà khoa học trẻ Việt Nam và ASEAN đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và khuyến nghị về khoa học, công nghệ cũng như hợp tác trong ASEAN nhằm góp phần giải quyết các khó khăn, thách thức trong khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững. Hội nghị cũng là cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ Việt Nam với các mạng lưới khoa học uy tín quốc tế. Đây cũng là hoạt động quan trọng chuẩn bị cho chuỗi hoạt động dành cho các nhà khoa học trí thức trẻ trong năm 2020 khi Việt Nam giữ vai trò chủ tịch ASEAN. Next, maybe we can...